Rồi đây ta triển khai vẽ cái này đây. Thì để vẽ được thì chút trước đây ta dọn dẹp sạch những cái thứ dở dang từ hôm trước đi. Close project. Close all. Dạ. Thì việc đầu tiên là ta sẽ tạo project này. Add new project. PCB default tên project, cái này là IC 555 nhé, Antium project. Ok, rồi từ đây thì ta tạo ra schematic, tạo luôn PCB. Và lưu các file lại. Save project. PCB1. C55. Save lại. Cái này lưu schematic. Lưu lại. Vậy thôi. Bây giờ triển khai vẽ bằng đầu tiên là vẽ sơ đồ nguyên lý trước. Thì chúng ta sẽ lấy bình thường thôi, library này, lấy con thầy chọn cái thư viện Sĩ Hồng Nguyễn đi, Rest hiện trở phải có rồi, nhớ cho con 1/4 nhá, bởi vì hình của nó đây này, dạ. Hình của nó này này, 3D đây, 2D đây, R 1/4. Các bạn mà chọn cái con này trên này này là linh kiện dán ấy, là không không chạy được với cái mạch xuyên lỗ đâu. Còn linh kiện tiếp theo là cáp tụ điện. Tụ điện thì có rất nhiều loại và kích thước nó cũng khác nhau cơ. Cho nên chúng ta phải cân nhắc xem kích thước nào cho nó phù hợp. Con này là C2/5. C2 chân và khả năng là đường kính là 5. Con tụ nào cho nó vừa, con này 10 mm đây, à, lấy tạm con 10 mm này, 10 mm này, con này chắc là vừa này. CP1 135 V, tôi lấy con 135 V này, này. Để nó có to hơn, cái hình nó to hơn một chút so với cả thực tế thì mình còn dạng chân ra mình cắm được. Lấy nó. Tiếp tục đến con linh kiện tiếp theo, nó là biến trở đúng không? HG. À không phải. Biến trở là gì? Rest. Tìm xem rest nó là cái gì. Không phải biến chưa, không phải, và đây rồi, gõ từ va nhé. Bùn con này là nó va là 1 và là 2, chọn con con này là biến trở nhỏ ấy. Con này to này, thôi chọn con này đi, nên chọn con này đi. Sau đó đến con tiếp theo là con gì, led. Led thì mấy con này ta quen thuộc rồi, ta chọn led 3 là đường kính của cái bóng led ấy, là 3 mm, còn led 5 ấy là đường kính của nó là 5 mm. Thì thông thường người ta sẽ chọn cái con đường kính 5 mm nhé. Rồi về đến đến con linh kiện là switch công tắc đúng không? Switch. Ba trạng thái.
A2 nhiều rồi. Ta chọn cái công tắc nào cho phù hợp này. Ở trên mạch chúng ta có là công tắc có hai trạng thái thôi, nhưng ở đây người ta lại không có công tắc hai trạng thái mà nó có công tắc ba trạng thái. Xem con nào hết rồi. Vậy thì ta đành phải chọn cái con ba trạng thái đi. Nha, đây. Thừa con hơn thiếu. Sau đấy con IC555. 555. Con này chắc ô không có. Không có. 555. Thư viện này không có. Ta chọn thư viện khác. Cũng không có. Thư viện này xem. Không có. Thư viện này xem. Không có. Đây. Đây. Đấy, không có. Vậy là ta vào tìm tìm kiếm ấy. 555 phổ biến thế mà không có nhỉ. Có chữ NE này. Có chữ sao đi. 555. Bởi vì biết đâu đằng trước cái số 555 này còn ký tự khác. Đấy, chuẩn. Ồ, đúng đây. Đó, đây con này đây. Thử xem cái thư viện kia của mình có. Ôi, con này cũng có này. Ta lấy con này nhá. Là M555. Bởi vì nhiều khi là phía đằng trước nó có một ký có ký hiệu nữa, đúng không? Có thể ta cho thêm vào sau này, có khi ta còn tìm được nhiều hơn. Đó. Thế thôi, bây giờ ta chuyển à ta có một cái rắc nguồn nữa, rắc nguồn để nối nguồn vào. Đúng không? Là header. Nhớ chỗ này không có sơ đồ chân footprint ấy, thì không được đâu. Ta chọn cái chỗ nào có footprint nhá. Ví dụ con này là được này. Ừ. Rồi, đây là nối mạch. Nối mạch thì xếp gọn sang bên. Một bên là mạch nối, một bên là đầu tiên là C này. Sau đến Ctrl C, Ctrl V, hai con mà. Đúng không? Con bên này là 10 mi. Con bên này là 0,01 mi. F cái khóa à đâu công tắc đấy mình lấy rồi đấy. Cái cửa sổ này bây giờ không dùng nữa thì ta cho nó thu vào để cho nó rộng cái phần khung vẽ của chúng ta ra. Tiếp tục này, hai con này. Ở đây có ba đầu thì thay vì mình có thể thừa giấy mình vẽ thêm một con một đầu nữa mà. Tức là rất là dư mà đúng không? Chỗ này để 1 mi đi. Và biến trở này. Biến trở đầu chân giữa nối chân số 7. Chân giữa nối chân số 7. Đây, chân giữa này nối chân số 7 mình để đây.
chân này mình đưa đây. Rồi. Đầu ra. Điện trở. Ctrl C. Ctrl V. Con này là 200 ohm. 220 ohm. Con này cũng 220 ohm. LED này. Ctrl C, Ctrl V. Rồi bây giờ nối dây. À còn một cái nữa. Cái header này, cái này là ta nối với dương nguồn với âm nguồn đúng không? Âm này dương phóng to lên mới nhìn thấy. VCC 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 âm. Nối dây kích. Cho cái này dịch xuống cho nó, kéo cái này dịch xuống cho nó cân bằng với cái thằng này, cái thằng này dịch lên cho nó bằng cái thằng trên này đấy. Cái mạch bây giờ đã vẽ gần xong rồi, việc còn lại là ta đặt tên tự động nhé. Tên tự động là T này, A này, N này. Yes. Đó, đã xong. Bấm lưu lại. Việc tiếp theo là chuyển sang PCB này. Design, update PCB. Qchain. Close. Kéo sang đây. Ô cái này cái gì đấy? SVK1 à. Xóa bớt đi. Xếp lại linh kiện một chút. R2, R1 LED, hai con LED cho sang bên này. R1, R2 nó đi cùng LED thì nó ở đây. Biến trở này, sắp nguồn này, ta sau khi sắp xếp à sau khi điều chỉnh thì ta căn chỉnh cho bọn này. Bọn ở dưới nó bằng nhau đi. Bằng ở dưới này. Đám này bằng nhau bên phải. Tức là căn lề phải. Hai cái thằng này cũng bằng nhau.
Đó, tạm thế. Bây giờ đến việc tiếp theo là chạy dây tự động. Nhưng trước khi chạy dây nhớ bấm save lại. Nhớ chạy dây tự động này. Router auto route on. Người ta chuyển đến một lớp rồi. Edit room. Chọn routing này. Routing layer này. Bỏ cái này đi. Để lại lớp bottom layer thôi. Đó, xong route on. Em có chạy được không? À, chạy được rồi này, không có lỗi nào này. Đây, dây đã sẽ chạy xong này. Ta kiểm tra lại các cái đường dây để xem nó có ổn. Cái này nối vào đây. Chân này nối vào đây. Bây giờ ta muốn cái dây này là nếu mà mang đi làm mạch ấy, thì cái độ rộng của dây này nó hơi nhỏ. Ta sợ cái người làm mạch người ta không làm được ấy. Thế là cái độ phân giải nó là cái độ rộng của dây nó nhỏ quá. Thì ta có thể tăng cái độ rộng dây bằng cách này. Nhưng trước hết tăng độ rộng dây bằng thì bỏ cái ra công việc của làm này vào rao này. Rao auto rao này, on này. Sau là edit rule này. Đấy, chúng ta có thể tăng độ rộng dây bằng vào chỗ width này. Bấm vào đây. Đấy, độ rộng của dây hiện giờ nó là từ 10 đến là 10 min. Chúng ta cho tăng gấp đôi đi. Cái min này, min width này ta cho là 20. Cái free run width là cái độ rộng trung bình tạo cho 20. Hay độ rộng trung bình ta cho độ 30 này. Và độ rộng lớn nhất là ta cho 40 min đi. Đấy, còn độ rộng nhỏ nhất là 20 min, tức là cái dây nhỏ nhất nó sẽ phải là 20 min. Nha. Cái min này nghĩa là gì? Cái min này nghĩa là nó là được tính theo đơn vị của anh, tức là 100 min ấy thì sẽ bằng 2,54 cm. Nhá, 100 min sẽ bằng 2,54 cm. Ok đấy. Xong rồi rao xem có chạy được không. Đây, đường dây các bạn nhìn thấy nó sẽ to hơn này. Đúng không? Đây, hiện giờ nó vẫn đi được này. Ừ. Thì nó vẫn chạy được dây là được rồi. Bây giờ còn một việc nữa này. Bây giờ nhiều khi là ta nhìn thấy là cái dây xanh này nó chạy gần cái dây này, nó chạy gần chân của con linh kiện này quá. Thì nhiều khi nó dễ bị chập, mình hàn thì nó hay bị chập, đúng không? Hàn nó dễ chập. Bây giờ mình muốn nó không chạy gần nó nữa, nhưng không chạy gần nữa, mình muốn chạy nó xa ra một chút. Đấy, yêu cầu nó phải chạy xa xa cái chân linh kiện một chút, thì ta lại vào đây, nhưng mà nhớ ăn rau nhé. Auto rau on này, edit rule này. Thì cái phần khoảng cách đấy thì nó ở chỗ electrical này, clearance này, clearance này, được chưa? Thì ở đây nó có các cái lựa chọn khoảng cách cho chúng ta này. Ví dụ như là khoảng cách giữa trách với trách, tức là các đường dây với các đường dây. Hiện giờ ta để 10 min. Còn khoảng cách giữa SMD path, tức là cái chân hàn SMD với cả trách là 10. Hoặc là TH path, tức là lỗ, cái lỗ này này. À, cái này này với cả dây là 10. Thì bây giờ chúng ta đổi nó thành 20 đi, ta cho gấp đôi đi, tức là nó sẽ không đứng sát chân này mà nó sẽ xa gấp đôi so với bình thường. Thì chúng ta xem nó thế nào. Ok, đó, xong rồi rao ôn xem nó chạy được không. À đây, nó vẫn chạy được tự động này. Đây, bây giờ các em nhìn thấy là cái dây này nó không còn sát như lúc nãy nữa, đúng không? Nó cách hẳn ra này. Thế là mình yêu cầu nó cách ra thì nó sẽ cách ra thôi. Thế này cũng thế này. Ừ, nó không sát nữa.
Như thế là có thể yên tâm mang đi Hàn mà không sợ bị chập dính nhé. Đấy là hai cái kỹ năng mới mà thầy hướng dẫn các bạn, một là thay đổi độ rộng dây, hai là đặt cái khoảng cách giữa các cái linh kiện này, giữa các thiết bị à các đồ trên mạch, tức là khoảng cách giữa các cái thành phần ở trên mạch với nhau. Sau khi đó thì ta hoàn thiện nốt mạch bằng cách là tạo một cái đường cắt cho nó, keep out layer này, sau đó là path line. Rồi, chọn tất cả, edit, select, xong on layer, xong là design, what shape, define, tạo đường cắt. Thì đến khâu hoàn thiện này chúng ta còn thêm một thao tác là mình ký tên trên đấy. Dạ, chúng ta sẽ thêm cái page này, tên tên mình trên đấy để cho các bạn cái ai đó nhìn vào biết ngay là ai làm nha. Nhưng mà tên này thì thường là chúng ta sẽ viết bằng cái đồng luôn, tức là cái phần màu xanh dương này, chọn lớp này, sau chọn lết, sau đó là string. Mà chúng ta đặt gõ tên vào đây, ví dụ đây là MG Tuân nhỉ, đúng không? Bởi vì nó là ở cái lớp bottom, cho nên là khi in thì nó sẽ ngược, cho nên là ở đây ta phải làm cho nó hiện ngược, thì để người, khi người ta in ý, thì nó ngược với ngược lại thành chuôi, cho nên ta để nó ngược là mirror đây. Đó, mặc dù ở đây ta nhìn nó là ngược nhưng mà sau này khi in ra, in nhìn từ dưới lên thì nó sẽ xuôi thôi, đúng không? Đấy, mạch bây giờ xong rồi, ta có thể kiểm tra thành quả. Đấy, nhá, mạch tạo dao động đây. À nhưng mà ở đây chúng ta thiếu mất một cái đầu để chân số 3 để lấy tín hiệu ra, đúng không? Sau khi chạy một hồi ta thấy là thiếu cái chân một đầu để lấy tín hiệu ra. Đây chỉ có nguồn vào này, các cái điều chỉnh này, nó chưa có chỗ nào để lấy ra cả. Thế thì ta đi sửa lại. Người ta sửa lại ta phải quay vào sơ đồ nguyên lý. Sau là cái chỗ này này, ta lấy một đầu ra đi, nhìn thấy nó nhấp nháy rồi nhưng ta lấy một đầu ra để nối vào mạch khác đi, đúng không? Nối mạch khác thì ta cho một cái răm này, C V, cái này là nối với dương hoặc là âm đều được. Cái chỗ này ta có GP1 thì đổi nó thành GP2. Ok, sau đó là design, nhớ lưu lại nha. Design update HQ chain, đây là nó tự thêm một con linh kiện vào đây rồi. Bây giờ dây mạch cái chỗ này thì hiện giờ thì ta lại phải điều chỉnh lại mạch, đúng không? Ta bỏ cái chạy tự động dây đi, unground all. Ta cho thêm cái dăm này vào thì cái hội ở đây nó phải phải dục dịch lại. Led này cho dịch lên, nhớ nhá, cái màu cái khi mà các bạn xếp linh kiện ấy mà con các linh kiện nó hiện màu xanh lá như này là lỗi đấy. Lỗi này là lỗi là hai con linh kiện nó đang chồng vào nhau. Đây, chúng ta xem ở trên PCB này. Hai con linh kiện này đang chồng vào nhau này, đến lúc cắm nó sẽ bị kích, không cắm được. Cho nên là chúng ta phải 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 xếp sao cho nó đừng có chồng vào nhau. Kéo lên.
Nhà vẫn còn nhiều đất, thoải mái đi. Dạ. Thế rồi. Save vào lại. Rồi, all round. All to round. All. Round. Mình có chạy được không? Thêm một cái vào là đây các bạn nhìn, các em nhìn ở đây mình có 21 giây trên 22 giây này, có một giây rất là khó chạy đó. Đây là bắt đầu, đây là sẽ có một giây bị không chạy được này, tức là một giây không thể nối được này. Bây giờ ta xử lý một cái nào đây, đâu một giây ta kiểm tra xem giây nào, nó sẽ là một giây nào đó mà nó vẫn còn cái vạch trắng. Giây nào nhỉ? Đó, các bạn phải để ý bởi vì nó lẫn với cả cái đường lưới này, và bây giờ ta không muốn hiện đường lưới thì nó lại lẫn với cái dây lỗi của mình đúng không? Thế thì ta cho vào view grid, sau đó chọn ta có thể chọn cái này đâu, grid đâu, view grid này. Manager này. Ủa, đây không có nha. Default đúng rồi, rồi rồi. Nhất phải hiện lên đi nhỉ. View này, thì làm lại xem nào. Create. Đây chúng ta có thể vào đây này. Create này. Xem là Create Manager này. À cái này. Không thì ta bấm vào chữ G này. Xem là Create Property này. Đấy, ở đây là có cái chế độ cái đốt này là cái grid nhỏ hơn, còn cái quartz này là grid này thì ta cho là đốt gì hoặc là không vẽ, do not draw. Đấy, ta sẽ không nhìn thấy cái đường cái grid đấy nữa, cái dây đấy là dây nào. Đừng mà nó chạy hết. Ok, ta làm lại xem nào. Router unround all report how to round all round. Sẽ lên nào. Đây nếu mà một cái đường dây bị đứt như này ấy, thì ta nối lại bằng cách là bấm vào plate này, chọn track này, xong chỉ vào đây và kéo sang đây là sẽ nối vào. Đó. Bây giờ là ta có thể test lại design zoom check này, design. Đó. Bây giờ như thế này là không có lỗi nào này. Được chưa? Đấy, hết lỗi. Cái lỗi này là lỗi không quan trọng, được chưa? Nó chỉ là cái khoảng cách do mình đặt lúc nãy là nó không khớp thôi. Bây giờ nếu mà mình xóa đi nó ta chạy design zoom check run này. Đấy. Thì cái lỗi này này. Đây, unround net này. Đấy, nó sẽ xuất hiện ngay. Đây cái dây này không thấy nó sẽ xuất hiện luôn. Vậy thôi.